Xin chào các bạn đến với kênh Vlog Hoa Giấy Xe Đét. Ngày hôm nay mình tiếp tục lôi lưa quay phôi hoa giấy Mỹ hàng khủng các bạn, hàng chân dài, hàng to, hàng quái và một số cây combo rẻ tiền phía sau clip nha anh em. Một số cây hoa giấy ta, đỏ ta và hồng sắc pháo, các thứ phía sau clip nha anh em. Đầu tiên thì chúng ta đến với cặp số 1 các bạn. Cặp số 1, cặp đầu tiên, cặp phôi hoa giấy Mỹ riêng. Cặp này có thông số bao nhiêu tí? Hoành 39, cao 90. Hoành 39 là mình đo cái vị trí cổ eo nha anh em. Đo vị trí cổ eo. Và tu luôn tí. Đây, hoành chính đầu vị trí này. Còn cái phông đế sổ và cái hoành đế rất là to, mình không có đo nha anh em. Phông đế sổ dài khoảng 60 cm. Rồi con đầu tiên cặp số 1. Rồi lên con thứ hai luôn tí ơi. Rồi tiếp tục mình đến với cây thứ hai của cặp thứ nhất. Cây thứ hai của cặp thứ nhất, cây này rất là to luôn. Cái này có hoành thông số cổ là 44 và cao bay thì 80. Bay 80 là mình cắt từ cái đỉnh nha anh em. Cắt từ cái đỉnh xuống dưới chân đó là 80 cm nha. Bắt đường xéo 80 các bạn. Con này rất là khủng luôn. Cái hoành cũ của nó mình không có đo nè. Và cái phông đế sổ dài của nó khoảng 3 găng tay mình cũng không có đo luôn. Đo hoành cổ thôi. Với chiều dài tổng thể thôi. Rồi cái cặp thứ nhất nè. Cái cặp thứ nhất mình có con lẻ các bạn. Đây con lẻ này. Anh em giao lưu cặp thứ nhất đầu tiên, mở like đầu tiên anh em giao lưu. Dựng hai con lên thì mình sẽ tặng cho anh em con quấy luôn nha anh em. Dựng con kia lên luôn đi ơi. Hai con này rất là khổng lồ luôn bạn ơi. Hai con rất là to luôn. Hai con này mấy chục ký. Mình sẽ tặng cho anh em con này luôn. Cặp này giao lưu anh em 2,5 triệu. 2,5 triệu em bao ship nha. 2,5 triệu bao ship là em sẽ tặng cho anh em một con chân dài luôn. Cái con này thì hoành khoảng 17-18 thôi, nhưng mà cái cọng rễ nó lắc quá dài luôn anh em ơi. Không đế con này cũng sổ khoảng 3 găng tay luôn. Con này rất là quái nha, con này mình sẽ tặng nha. Đó. Rồi 2,5 triệu cho anh em cặp số 1. Rồi xuống cây luôn tí ơi. Rồi tiếp tục thì mình lên cặp thứ hai. Cặp thứ hai có cặp dân chật. Cặp này hổm gà anh em cũng kêu mình tìm chật nè. Nói chung là mới sóc coi được. Cái con đầu tiên của cặp thứ nhất này thì con thứ nhất của cặp thứ hai, con đầu tiên này thì nó có thông số hoành 29 và nó cao 1m2 các bạn. Và 29 là mình đo vị trí cổ eo nha anh em. Cái con này cũng vậy luôn bạn, cái cổ eo nó nhỏ xíu à. Đó, cổ eo chỗ này. Cổ eo chỗ này nha, nhưng mà cái bệ đế nó to. Phông đế nó sâu dài mình không có đo. Mình đo cái cổ eo nhỏ thôi. Con dân chật nha anh em, cành chì cũng khá là đều. Rồi, cho con thứ hai lên tí ơi. Con rất là khủng luôn anh em ơi. Con thứ hai cũng dân chật luôn. Đây là con thứ hai của clip ngày hôm trước nè, mình tìm được con cây cho nên hôm nay mình sẽ lập một cây mới mình cáp với con này luôn. Này ngày trước của mình này bán lẻ. Cái con này thông số nhiêu tí? 36 hoành 36 hả? Hoành 36 cao 1m2. Hoành 36 là mình đo vị trí cổ eo nha anh em, còn phông đế sổ cũng khá là dài. Rồi cái cặp thứ hai, dựng hai con xuống đất đi tí ơi, hai con xuống đất luôn cho anh em dễ coi. Cặp này dán chật, anh em cặp này thì ghép vô chơi sang lắm các bạn. Đây mình sẽ tặng cho anh em thêm con này luôn, con này còn quái vậy luôn. Cái con này hoành nó cũng khoảng chắc cũng khoảng 2 trên dưới 25 các bạn. Cái cặp này thì mình giao lưu anh em 2,3 triệu. 2,3 triệu một cặp nha anh em. 2,3 triệu một cặp quái này, cặp trực này. 2,3 triệu mình sẽ tặng cho anh em một cái con này luôn. Con này cũng hoành hai mấy. Con này cộng rễ nó bị dãnh ra nữa anh em. Dãnh nó bung ra nó tét. Cho nên là mình cắt ngang đây luôn. Đó, cắt ngang cái mình cắt này. Cái này thì mình tặng cho anh em luôn nha. Để xa ra cho anh em ngắm, lắc qua lắc lại cho anh em xem toàn diện phong dáng hai con luôn tí ơi. Cái này mình để ống kính rất là xa các bạn, cho anh em thấy toàn diện nha, chứ mình đưa gần nó bự lắm. Đưa gần không hết khung hình các bạn. Rồi 2,3 mình cặp số 2 mình tặng cho anh em con trà bá cái này luôn. Rồi xuống cây luôn tí ơi. Rồi tiếp tục mình cặp số 3. Số 3 là một cặp bonsai dáng quái. Con này thì thông số hoành 34, cao 60, dáng bay nha anh em. Bắt từ cái đỉnh nó bắt xuống là 60 nha anh em, hoành 34. Hoành 34 quay qua tí, quay tô tí. Đây 34 mình đầu vị trí cổ eo nha. Còn cái thân của nó thì nói chung nó quái to hơn, hoành đế to hơn. Rồi, quay một tour nó tí ơi, cho các anh em xem lại cái nữa mình lên con thứ hai, con thứ hai. Rồi xuống đi lên con thứ hai của cặp thứ 3. Cái con này là của cũng có clip trước nè. Hôm nay mình tìm được con dáng tương đồng cái mình lụm lên luôn. Mình cho vô con cặp. Con này thông số nhiều tí, cho nó nằm xuống chút xíu luôn dáng bị chuẩn. Đúng rồi, đó vậy đó. Hoành 26 cao 75, 26 mà đẹp có con này các bạn. Cái con này thì cái cổ eo nó bé xíu xíu à, mà xuống đây nó to. Đó, con này cũng dáng quái thú luôn. Quá quái rồi, cho hai con là đứng xuống đất đi tí ơi, đến đó có chừng nó bể chậu á. Rồi, hai cái con rất là to quái lắc quắc lại cho anh em xem tí ơi. Đó, hai con rất là quái luôn anh em ơi. Cặp này giao lưu anh em 1,5 triệu thôi.
1,1 triệu mình bao ship luôn nha anh em. Quá quá rồi, hai con rất là to. Rồi xuống luôn kia. Hai con này có thể là làm đổ làm ba được nha anh em, hai con thấy trồng đổ được nha anh em. Còn 1,1 triệu mình bao sống bao ship toàn quốc luôn, cặp số 3 xuống cây luôn kia. Rồi tiếp tục thì mình đến cặp thứ tư. Cái đầu tiên cặp thứ tư hoành bao nhiêu tí? Hoành 28 cao 56 anh em. Cây này cũng khá là khéo, dáng lắc. Cây này có vết chạy xíu xíu. Chạy này do chuyển cái ruộng về nó cọ trong cái cây kia các bạn. Rồi cho cái con kia lên luôn tí ơi. Đây là con thứ hai của cặp thứ tư. Thứ tư cặp thứ tư không tí? Cặp thứ tư con thứ hai này thì có thông số nhiêu ta? 22 cao 46. 22 dài 46. Cái con này mày cho nó bay xuống gì nó mới chuẩn dáng nè. Đúng rồi, hai con này đều dáng bay dáng thú gì luôn mới chuẩn dáng đó. Cái con này cũng bị xây sát bên đây nè. Quay qua tu luôn cho anh em xem. Xây nhẹ thôi bạn, nó bị chóc lớp da xanh thôi, chưa tới xương nha. Cũng cọ đó, cọ dưới thằng kia. Rồi cho hai con xuống xuống đất cái tí trên đó nó cọ. Đó, lên hướng này. Rồi lắc cái hướng lưng qua cho anh em xem. Hai con quay cái lưng qua luôn. Rồi cái cặp này giao lưu anh em 800k thôi. 800k em bao sống bao ship toàn quốc luôn. Cặp số mấy tôi quên tiêu rồi. Cặp số 4. Đúng rồi, cặp số 4. Đây 800k để gần lại cho anh em xem nè. Đó, em để ông kính xa cho anh em thấy toàn diện chơi gần thì cũ nó đặt các bạn. Cũ bệ đặt rất là to luôn nha anh em. Rồi 800k em bao sống bao ship xuống cây tí ơi. Rồi tiếp theo mình đến cặp thứ 5, cũng cây dáng thú luôn. Con này hoành thông số nhiêu tí? 30. Hoành 30 và cao 50. Hoành 30 cao 50 cho con kia lên luôn tí ơi. Con đây hoành 25 ha. Hoành 25 cao 55. Con này cũng bị xây sát nhẹ trên đây, xíu do anh em vận chuyển về. Rồi cho hai con để kế bên luôn cho anh em xem. Cái cặp thứ 5 phong tí. Rồi cặp số 5 em cũng giao luôn em 800k luôn. 800k em bao sống bao xếp toàn quốc luôn. Hai con này rất to hơn con nãy nha anh em. Rồi xuống cây tí ơi. Rồi chúng ta đến cặp số 6. Cái đầu tiên hoành 31 cao 68. Cũng con dáng thú luôn nha anh em. Cụ đặc cứ ngắt. Cho con kia lên luôn tí ơi. Con thứ hai cũng có phom dáng cũng tương đồng luôn. Hoành 25 cao 48 cũng đặc luôn. Cặp này thì mình giao luôn anh em 850 thôi. 850 em bao sống bao xếp toàn quốc. Cặp số mấy tí? Rồi cặp này cặp số 6 nha nè. Cặp số 6 quay nhiều quá nó rối các bạn ơi. Rồi lắc qua hướng kia cho anh em xem cái xuống cây tí ơi. Rồi, ok xuống cây 850 nha nè. Bao ship luôn. Rồi tiếp theo thì mình đến những dòng cây lẻ nha anh em. Đầu tiên mình có cây lẻ thì mình có cây số 1 các bạn. Cây số 1. Cây này thì nó bị chạy chút xíu anh em. Cái này nó bị cấn cái cạnh của cây kia nó chạy chút xíu. Cây này không số nhiều nhật tí mà hạ xuống. Rồi đúng rồi cái dáng nó đó vậy đó. Hoành 37 và chiều dài 58 em cụ đặt nha. Phom đế đặt cứng luôn, cuộn cuộn luôn bạn ơi. Rất là đẹp trai. Cây số 1. Cây này thì giao lưu anh em 500k thôi. 500k thôi em bao sống bao ship toàn quốc nha anh em. Mình quay ống kính xa các bạn, cho nên là nhìn cây nhỏ nha chứ bên ngoài anh em thấy dữ lắm cái cũ luôn anh em ơi. Cũ nó nè. Đặt cứng ngắc luôn. Rồi quay hướng kia cho anh em xem. 500k bao sống bao ship cho anh em cây số 1 nha. Cây cứng ngắc luôn, cây chạy chút xíu nhẹ thôi các bạn. Rồi xuống cây luôn tí ơi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cái phôi số 2. Số 2 là một phôi chật anh em ơi, cái cũ quá sức cái cũ rồi. Cái cũ to đặc. Cái cây này hoành 26 thôi. Nhưng mà cao 70. Hoành 26 mình đo vị trí eo anh em. Cái eo cũ nó nhỏ các bạn. Cái eo nè. Nó eo nhỏ nhưng mà cái đế nó quá chừng đế bự. Quá đẹp rồi. Cái thứ hai. Cái lẻ số 2. Cái này giao lưu anh em 900k nha anh em. 900k em bao sống bao ship toàn quốc anh em ơi. Quá sức cái cũ đẹp trai rồi. Xuống tí rồi. Xuống cây đi. Rồi tiếp tục rồi mình đến cái thứ ba. Cây thứ ba thì nó có cái bệ đế quá khủng rồi. Cái cây này dưới này còn đế anh em. Nhưng mà kiểu quấn bầu nó hơi cao hơn trên á. Nhìn đế nó mất hết khúc rồi, nhìn không phê không. Cây này thông số nhiêu tí? Hoành 41 cao 90. Tàn thiên nhiên, cành chi rất là nhiều luôn. Cái này anh em về đóng tàn vô hay là nó ra phom dán đều sẵn luôn anh em ơi. Cây thứ mấy quên rồi tí? Cây thứ ba. Cây thứ ba có thông số hoành 41 và nó cao 90. Cây này thì giao lưu anh em 950 nha anh em. 950 cây quá sức cái cây khủng luôn anh em ơi. Cây này khoảng 20 kg. Xuống cây tí ơi. Cây bưng không muốn nổ luôn bạn. Bao sống bao xếp toàn quốc nha anh em. Rồi tiếp theo tới cây thứ tư. Thứ tư hả?
thứ tư anh em, cái thứ tư là cây dán bay, cây này giao lưu anh em 900k luôn. Cái 900k này có thông số bao nhiêu tí? Quỳnh 38, 378 anh em, cái cục đế nó rất là to luôn các bạn ơi. Quỳnh 38 cũng đầu vị trí cổ nha, sổ đế dài khoảng 50cm. Rồi anh em quan sát tổng thể mình xuống cây nha nè, 900k bao sóng hay bao xếp toàn quốc luôn. Cây bừng không nổi luôn, xuống cây tí ơi. Rồi tiếp tục thì mình đến cây thứ 5. Cây lẻ thứ 5 thông số bao nhiêu tí? Quỳnh 17, cao 60. Cái cây này nó không quái các bạn. Quỳnh 17 bình đầu vị trí cổ eo nhé, biết xíu xuống này cục đế quá sức kìa. Cây xuống dưới thì nói chung cái chân hơi dài. Cái cây này thì mình sẽ tặng cho anh em thêm hai cái cọng rễ và bonsai nữa. Anh em về ghép xài cho anh em, hai cọng rễ tặng theo cho anh em luôn. Cây này giao luôn anh em 350k thôi. 350k bao sóng bao xếp toàn quốc luôn. Tặng cho anh em hai cái rễ bonsai nhỏ nha. Một cục luôn, cục này là đặc cứng luôn các bạn. Cọng rễ nó quắn cuộn cuộn luôn anh em ơi. Rồi xuống cây luôn tí ơi. Rồi chúng ta đến combo số 1 nha anh em. Combo số 1 có 4 cây. Cây đầu tiên thông số hoành 15, cao nhiêu tí? Cao 78. Rồi xuống cây, lên cây thứ 2. Cây thứ 2 thì thông số của nó là hoành 18, cao 86 anh em ơi. Có 4 cây nha anh em. Rồi xuống 2 cây nữa đi, lên 2 cây tiếp theo. Rồi cây thứ 3 thông số hoành 17, cao 79. Lên cây thứ 4 luôn tí rồi. Cây thứ 4 hoành 18, cao 75. Rồi dựng 4 cây là cho anh em dễ xem luôn. Rồi combo số 1, 450. 4 cây cao vút trong tầm trung. 450, 4 cây bao sóng bao xếp toàn quốc nha anh em. Combo số 1. Xuống cây tí ơi. Cục bó luôn anh em ơi. Rồi, chúng ta đến combo số 2 nha anh em. Combo số 2 mình có 3 cây. Cây đầu tiên hoành 18 cao 80. Rồi lên cây thứ 2 luôn tí ơi. Cây thứ 2 cốt kiểu mà trực, cái cốt to, lực hoành nhiêu tí? 20. Hoành 20 cao 90 cây thứ 2. Combo 3 cây nha anh em. Này, cây thứ 3 chà bá luôn nè anh em ơi. Cái thứ 3 cây dán tam tài à, rồi gom 3 con là cho anh em dễ xem luôn tí ơi. 3 con to chà bá nha anh em. 3 con này giao lưu anh em 400k nha anh em. 403 cây bao sóng bao xếp toàn quốc nha. Rồi, xuống cây tí ơi. Bó luôn anh em ơi. Rồi tiếp theo mình đến combo số 3. Combo số 3 mình có 5 cây nha anh em. Cái đầu tiên thông số hoành 17 cao 55. Tí ơi, cái dán khác không có dán gì đâu. Dán thú đúng rồi, dán bay ra dán nhìn đẹp trai liền. Rồi lên cây kia đi. Cây thứ hai nè, cái thứ hai có thông số nhiêu? Hoành 16, cao 70. Rồi còn hai con kia cho lên luôn, ba con các bạn. Vô số 3 mình có 5 cây nha nè. Cây thứ mấy tí? Cây thứ ba. Cây thứ ba hoành 19 các bạn, 19 cao 85 nè. Rồi được cây thứ tư lên tí, cây thứ tư dán thú luôn nha. Ừ đó, nó ra dán mới đẹp trai được. Cây này nhiêu tí? Hoành 19, cao 69. Hoành 19, tổng dài 69. Rồi, cái con này là con thứ 5. Con này thì nó có cái lỗi bên đây anh em. Quay qua tí ơi. Cây này họ làm dưới cuộn nó bị bệnh nè. Nhưng mà lâu lắm rồi các bạn ơi. Nó đang sành, nó đang kéo mài qua nè. Đó. Đó. Da tươi bình thường. Nói chung là nếu mà anh em mà không ghép là em bao sống luôn nha. Còn ghép mà nó lâu lắm bạn. Ghép nó lâu lành lắm. Rồi, dựng 5 con này cho anh em dễ xem luôn. Rồi, gom một đống luôn. 330.000. 330k có được mấy cây? 5 cây chà bá luôn anh em ơi. 330 làm bao sóng bao xếp luôn nha. Có cây bị lỗi anh em không ghép làm bao sóng, anh em ghép thì đừng nên ghép các bạn. Mấy cây lỗi mình ghép nó lâu lại kéo mài nha anh em. Ghép vẫn sống luôn đó mà nó ghép mấy cây lỗi ghép nó eo ọt nha anh em. Rồi 330. Một bó trà bá xuống cây đi. Rồi tiếp tục đến combo thứ tư nha anh em. Cây đầu tiên của combo thứ tư, cây này có cành đều. Thông số hoành 17 cao bao nhiêu tí? 13 cao 70. Hoành 13 cao 70 anh em ơi. Rồi cho con kia lên. Cái combo này mình có 6 cây nha anh em. Con này một rễ nè, còn nhiêu tí? Còn 14, 58. Rồi xuống luôn. Cây thứ 3. Cây thứ 3 của combo số 4 nha nè. Hết combo này là mình lên dòng hoa giấy ta nha nè. Còn 16, 75. Rồi cây tiếp tục đi, còn 2 cây rồi xách lên luôn đi. Cây tiếp theo nè anh em, 15, 60 nè. Cây này 14, 75. Cuối cùng đây còn cây tới 6 cây lận. Cái cây này thì nó có vết chạy đó, vết chạy đây do cái hôm mẹ thôi nè, nhưng mà cũng đang là bao sóng bao xếp luôn. Rồi gom 6 cây chạp bá ra cho anh em xem luôn tí ơi. Rồi combo hoa giấy Mỹ, combo số 4, 350, một bó luôn, bao sóng bao xếp toàn quốc luôn, mấy chục ngàn cây. Rồi xuống cây luôn tí ơi. Chúng ta đến với dòng hoa giấy ta nha anh em. Rồi tiếp tục thì mình đến cặp hoa giấy ta đầu tiên.
Cây này thì có một màu đỏ, đỏ đỏ đô anh em, cái đỏ các màu trước bạn mấy các bạn là màu hồng sắc pháo nha. Còn nó màu đỏ, tức là hai giấy ta cái chủng loại đó đó. Cái cây này thì có cái mạch cắt cái này mà mình chưa không cắt, vậy anh em cắt cái này cho mình nha. Cái cành này là cành này, cái cành mẹ các bạn, cành mẹ hồi lần nha anh em. Cắt bỏ cũng được nha, không cắt cũng không sao luôn. Cây này em nuôi trồng nhiều năm cho nên là có đế. Cây này hoành chắc cũng khoảng 20, hoành 20. Và cảnh tàn thiên nhiên nè, nó cao khoảng 1 mét á, tổng chiều cao luôn khoảng 1 mét. Rồi lên cây thứ hai tí ơi. Cây thứ hai là hoa giấy đỏ ta luôn. Tuy nhiên cây này thì em ghép một bao thái. Đây nè, cái bao thái em ghép cho này các bạn. Đây cái bao thái nè. À, bao thái nè. Đây là hoa giấy đỏ ta nha anh em. Cây hoa giấy đỏ ta em ghép bao thái nó sống bao thái nè. Bao thái là màu cam thái nha anh em, màu cà rốt á. Đây nè, cái màu nè. Màu lá nè. Màu thái cà rốt. Rồi đưa hai con lên tí ơi. Cái cặp này thì em giao lưu anh em 450 thôi. 450, 200 mấy cây, bao sống bao ship toàn quốc luôn nha anh em. Cây hoa giấy đỏ ta một màu, còn cây cũng hoa giấy đỏ ta em ghép cho bao thái nha. Cái cây bên đây thì hoành nó khoảng 10 12 13 thôi nha anh em. Nó nhỏ hơn cây kia hoành nó khoảng 20 lận. Cây em nuôi chậu lâu năm cho nên có đế, xuống cây tí ơi. Rồi, 450 cho cặp hoa giấy đỏ ta đầu tiên, xuống cây đi tí ơi. Rồi, sau cùng mình có cái bộ combo hoa giấy đỏ ta. Sau cùng nha anh em. À, cái cây này là cây hoa giấy đỏ ta mà em ghép vô đây một cây hai màu. Tức là nó trổ ra nó sẽ được ba màu, màu trắng, màu hồng và màu đỏ nha anh em. Cây này cây ba màu nè. Đây cái cành này cành cơ bồi nè anh em. Đó cái mầm cơ bồi nè. Cành này là màu trắng hồng, hai màu nha. Cành hai màu, còn cái cành này là cành hoa giấy đỏ ta. Đó em ghép vô chỗ này. Rồi cây đầu tiên, cây em nuôi đế nha anh em. À, trồng trong chậu chứ lộn, mà điều đế nó cũng khá là đẹp. Cây này thì thông số hoành chắc khoảng 13 14 nha anh em, cao cũng khoảng trên dưới 1 mét nè. Cây đầu tiên. Rồi xuống cây cho cây thứ hai lên tí ơi. Rồi tiếp theo mình lên lượt hai cây luôn, hai cây này là màu hồng sắc pháo. Cái màu đó đó, cái màu xa xa anh em thấy đó, màu hồng sắc pháo cơ bồi đó. Hai cây luôn nha anh em. Hoành cũng khoảng 13 14 hai cây luôn nè. Rồi xách lên cây cho anh em xem tí ơi. Đó, cây. Rồi đằng kia lên. Đó là ba cây nha anh em. Rồi xuống cây. Cái bộ này em có 5 cây lận bạn. Rồi còn đưa cây đó lên tới có con cây bọng bị bọng nha anh em. Cái cây này là cũng hồng sắc pháo luôn nhưng mà cây này nó bị lũa nè anh em ơi. Em quay ra hướng này cho sáng cho anh em dễ xem nha. Cây này nó bị lũa chứ không có được bình thường nha. Là nó sành lũa nè. Tuy nhiên anh em biết không, cây đỏ ta, cây dòng hoa giấy ta nó còn cái da thôi nó vẫn sống nha anh em. Nè nó kéo nhựa lũa. Cái cây này thì hoành chà bá rồi anh em ơi. Nhưng mà nó bị lũa nha. Đó mình đây quay hướng này sáng nhìn thấy vết thương dễ hơn nè. Cây này anh em kiểu giống như mà nó bị bọng lâu năm cho nên là nó đã sành, không vấn đề gì nha anh em. Này trên đây nữa nè. Rồi còn cây kia lên luôn tí ơi. Cái cây này thì em ngày hôm qua em bứng đem vô nó bị gãy. Cây này cũng hồng sắc pháo luôn nè, cái bị gãy nè. Cây này có bộ đế cũng khá là đẹp. Rồi gom 5 cây lại cho anh em xem luôn tí ơi. Rồi 5 cây luôn. 5 cây này em bao xếp cho anh em 350.000. 5 cây 350. Có một cây đỏ ta ghép được 3 màu, còn nhiêu là hồng sắc pháo hết nha. Em bao sống bao ship toàn quốc luôn. Rồi em xin phép anh em kết thúc video đây. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nha anh em.